sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coupler. Coupler hân hạnh đồng hành cùng Ca Cộng Sport. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí Formula One của truyền hình Ca Cộng. Và nếu các bạn chưa kịp theo dõi chặng đua Singapore Grand Prix vừa diễn ra vào cuối tuần vừa qua thì đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ ở đây để đưa các bạn đi qua mọi diễn biến nóng bỏng nhất của chặng Grand Prix thứ 18 của mùa giải năm nay. Nhưng trước khi bàn về chiến thắng của Lando Norris, chúng ta hãy cùng nói về một người hùng khác của chặng đua. Hay chúng ta cũng nên gọi đó là một vị khách bất ngờ. Và vị khách này thật ra thì cũng không phải là một người nào đó, mà nó chính xác là một chú thằn lằn. Vâng, một chú thằn lằn dũng cảm đã quyết định kiểm tra khả năng điều khiển xe của các tay đua trong buổi tập cuối cùng bằng cách chạy ngang qua đường đua. Đây không phải là lần đầu tiên động vật hoang dã ghé thăm trường đua Singapore nói riêng và Formula One nói chung. Trong quá khứ thì từ chim chóc cho đến cả những con mèo đã vô tình trở thành khán giả đặc biệt của cuộc đua. Nhưng lần này, chú thằn lằn bé nhỏ đã nhận được sự chú ý không kém gì các tay đua hàng đầu. Và chúng ta cũng nên tự hỏi rằng, có phải Singapore đang dần biến thành một công viên bảo tồn động vật hoang dã ngay giữa lòng đô thị hiện đại hay không? Singapore thì tất nhiên rất nổi tiếng với những kiến trúc hiện đại đi kèm với luật lệ nghiêm khắc và sự tuân thủ luật lệ cũng rất cao. Một quốc gia mà bạn có thể ăn kẹo cao su trong nhà, nhưng lại có nguy cơ nộp phạt rất lớn nếu như bạn nhổ bã kẹo ra đường cửa sổ. Thế nhưng với tất cả sự nghiêm túc đó, thật là thú vị khi chúng ta nhìn thấy một chú thằn lằn nhỏ dũng cảm chạy trên đường đua mà không bị phạt vì vượt quá tốc độ. Vâng, động vật hoang dã và Formula One, một sự kết hợp có vẻ như là không liên quan lắm nhưng luôn đem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường đua. Nhưng các bạn có biết không phải ai cũng có một đêm đáng nhớ tại Singapore, đặc biệt là Max Verstappen. Trước khi cuộc đua diễn ra, Max đã trở thành tiêu điểm không chỉ của báo chí mà còn của FIA. Không phải vì phong độ trên đường đua mà vì những lời lẽ không hay ho trong phòng họp báo. What did you change overnight? Because it seems there's been a big difference in performance lately. A lot. Can you elaborate in terms of what you've done? No, I might get fined or get an extra day. So, well, look, are you confident, Max, with the race pace? Maybe. I mean, how much of a step into the unknown is the race, given the problems you had yesterday in practice? It's an unknown. Yeah. Tell us about lining up. This along is not towards you. Don't worry. Okay. I don't want to upset you. We're fine, but can you just... Max, now you won't elaborate on what the changes were, but how much of those changes were learning, I guess, from what happened in Baku, where you guys went in the wrong direction, and how much, what's the balance between, particularly at a street track like this, the driver getting the most out of the car in those sections, or those breakthroughs with the car? I would prefer if you ask these questions outside the room. Chúng ta vừa xem cái gì thế nhỉ? Một Verstappen ương ngạnh, đang dỗi các phóng viên, hay thực sự chuyện gì đã xảy ra? Thực chất, đó là cách mà tay đua người Hà Lan đã làm trong buổi họp báo sau buổi đua phân hạng ngày thứ 7 tại Singapore, như một cách để chống lại án phạt và chủ trương của FIA trong quãng thời gian qua. Câu chuyện dài dòng này bắt đầu từ trước khi các tay đua đến Singapore, khi chủ tịch FIA Ben Sulayem công khai phát biểu rằng ông không muốn các tay đua có những hành động có phần khiếm nhã và sử dụng những từ ngữ tục tĩu như những rapper. Chúng tôi phải tách biệt rõ ràng đua xe và nhạc rap. Những tay đua không phải là rapper, bọn họ văng những từ tục tĩu ra bao nhiêu lần mỗi phút, đó là việc của họ, chứ chúng tôi không như vậy. Ngay lập tức, Lewis Hamilton là người đầu tiên phản ứng. Tay đua da màu duy nhất trên grid cảm thấy đó là một thông báo mang nặng tính phân biệt chủng tộc. Cùng với Hamilton, Norris và Verstappen, nhiều tay đua khác đều chung một quan điểm rằng Ben Sulayem hay FIA nói chung không cần phải quá khắt khe với những vấn đề còn con và ngoài chuyên môn như vậy. Thế rồi đến ngày thứ 5, Media Day, ngày mà các tay đua sẽ phải phát biểu trước truyền thông. Theo quy định của ban tổ chức, 20 tay đua sẽ được chia thành hai nhóm, trong đó 10 tay đua sẽ vào phòng họp báo, nơi mà câu trả lời của họ sẽ được nhiều bên thông tấn báo chí cùng lúc ghi lại, và 10 tay đua sẽ vào khu vực TV Pen, nơi mà các đơn vị báo đài được xếp theo nhóm. Các tay đua sẽ đi từng khu vực để trả lời phỏng vấn, và những câu trả lời của họ sẽ chỉ có từ 2 đến 3 đài báo được ghi hình cùng lúc. Với bản chất khác nhau như vậy, nên khi Max Verstappen chẳng may văng tục khi nhắc đến chiếc xe của anh trong buổi họp báo, điều đó chẳng khác nào một hành động đi ngược lại những gì mà ông Ben Sulayem mong muốn, một Formula One không có chửi bậy, ít nhất là một cách công khai. Án phạt lao động công ích ngay lập tức được dành cho Max Verstappen,
bởi anh đã sử dụng từ bắt đầu bằng chữ F đó ngay trong buổi họp báo, và đó là một hành vi không thể chấp nhận được. Dĩ nhiên, điều đó khiến cho tay đua người Hà Lan không hài lòng một chút nào cả. Và đến khi anh lại bắt buộc phải tham gia buổi họp báo sau phiên đua phần hạng, Supermax gần như kiệm lời nhất có thể. Anh trả lời lấy lệ, tỏ ra mình không nói sõi tiếng Anh, thậm chí còn hẹn cánh phóng viên, nếu muốn hỏi gì thêm thì ra khỏi buổi họp báo anh sẽ nói rõ, dù cho theo thông lệ, tay đua thường sẽ không làm như vậy. Will you talk to us outside the room? Because technically there's not an... Yeah, okay. So how long do you anticipate that you won't be giving answers in the FIA press conference for? I'm answering. It's not a lot. Problem with my voice. Nhưng đúng thật là Red Bull đã lên lịch mời các nhà báo thân tín đến trước cửa nhà khách của họ tại khu vực paddock, nơi mà Verstappen trở lại với chính con người của mình. Đây thoải mái trong ngôn từ và tất nhiên tràn ngập sự ức chế. Nếu bạn không thể là chính mình thì thà ngậm miệng lại còn hơn. Đó là điều không ai mong muốn, vì khi đó bạn là con robot rồi. Chẳng ai muốn trở thành như vậy trong môn thể thao này. Cách làm đó là sai. Ngay sau khi chặng đua kết thúc, không chỉ Verstappen giáo hoành trong buổi họp báo, mà bộ đôi của Mercedes Lewis Hamilton và George Russell cũng từ chối khéo tham gia những buổi phỏng vấn trong khu vực TV Pen với lý do họ bị kiệt sức do mất nước sau chặng đua. Giới thạo tin trong paddock cho hay, rất nhiều những tay đua F1 đã lên tiếng trong nhóm chat của GPDA, Hiệp hội các tay đua Grand Prix, để bênh vực Max Verstappen. Một cuộc gặp sẽ được diễn ra và hiệp hội này sẽ thu thập ý kiến của những người liên quan trước khi phản hồi để bảo vệ quyền lợi các thành viên. Gunther Steiner sẽ phải lao động công ích bao lâu nếu ông ấy bị phạt vì chửi bậy, trong khi sự thật là người ta thích cái cách ông ấy chửi bậy duyên dáng như vậy. Max Verstappen thậm chí đã tiết lộ rằng nếu mọi sự không được cải thiện, anh hoàn toàn có thể rời bỏ công thức 1. Thực tế, ý tưởng này đã được tay đua sinh năm 1997 nói đến từ chặng đua Hà Lan. Khi đó, anh nói rằng mình đang ở gần với điểm kết thúc sự nghiệp F1 hơn là điểm xuất phát. Sau 3 chức vô địch thế giới và vô số kỷ lục đã bị phá vỡ, Verstappen đang trải qua một quãng thời gian kém vui cả trong và ngoài đường đua. Nhưng lần này, có vẻ như FIA đang đi sai hướng. Và nếu xử lý không khéo léo, họ hoàn toàn có thể đối mặt với sự đình công của không chỉ một mình Verstappen. McLaren đã có thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa ở mùa giải năm nay, nhưng tại Singapore, đáng lẽ mọi thứ đã trở nên hoàn hảo với Lando Norris nếu như anh có thêm một điểm nữa từ vòng đua nhanh nhất và hoàn thành cú Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nhưng hy vọng giành Grand Slam của anh đã bị Daniel Ricciardo của đội AB cướp mất khi tay đua này vào pit ở vòng đua Upshot và sau đó giành luôn vòng đua nhanh nhất vào phút cuối. Max Verstappen trên radio đã cảm ơn người đồng đội cũ của mình. Bởi nhà đương kim vô địch thế giới biết rằng một điểm rất có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp anh lên ngôi vô địch thế giới lần thứ tư liên tiếp khi mùa giải năm nay khép lại. Nhưng kể cả khi không có tình bạn ở đây thì những trường hợp kiểu như tại Singapore có lẽ không nên xuất hiện thêm một lần nào nữa. Bởi kịch bản tệ nhất sẽ là chiếc vô địch thế giới được quyết định bởi một kẻ thứ ba, người có khả năng lấy mất những điểm số quý giá của các ứng viên vô địch. Tóm lại, những gì Ricciardo đã làm vào ngày Chủ nhật vừa qua tại Singapore là một bất ngờ nhưng cũng mang đến những dư vị khá chua chát. Bản thân Ricciardo cho biết anh cảm thấy việc AB đưa ra lời đề nghị lấy được vòng đua nhanh nhất là để anh có mục tiêu hướng tới trong cuộc đua này, giúp anh có thêm sự hưng phấn về tinh thần trong trường hợp đây là cuộc đua cuối cùng của anh. Vòng đua nhanh nhất của Daniel Ricciardo tại Singapore có thể bảo vệ được chiếc vô địch của Max Verstappen vào cuối mùa giải, nhưng nó sẽ khó có thể bảo vệ được chiếc ghế của chính Daniel tại đội đua RB. Bởi đây hoàn toàn có thể là chặng đua cuối cùng của anh tại Formula One, khi những tin đồn tay đua người Úc bị thay thế đã rộ lên ngay từ trước chặng đua này. Kể từ đầu mùa giải năm nay, Ricciardo đã không đem lại những kết quả như đội đua RB mong muốn. Anh mới chỉ ghi được 12 điểm, một con số chỉ bằng một nửa so với những gì mà Yuki Tsunoda đã làm được trên cùng chiếc RB01. Nếu để tìm được một yếu tố bắt Daniel nhỉnh hơn, đó có lẽ chỉ là số lần bỏ cuộc của anh ít hơn. Nhưng về tổng thể, Ricciardo vẫn chưa cho thấy được mức độ hiệu quả mà RB mong muốn. Vậy nên, sự thay đổi là điều hoàn toàn có thể thấy rõ, đặc biệt là tại đội đua thường xuyên thay đổi tay đua như thay áo như Red Bull và RB. Chặng đua Singapore này được dự đoán là chặng đua cuối cùng trong 13 năm sự nghiệp của Ricciardo tại Formula One. Tay đua người Úc hiểu rõ điều đó và anh cũng đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Chỉ có điều rằng, mọi thứ vẫn còn quá khó khăn với anh chàng lửng vật. Anh bị loại ở Q1, gục lặn ở cuối đoàn đua. Thậm chí có thời điểm anh bị hai chiếc xe vượt qua ở trong cùng một khúc cua. Mọi thứ dường như đều chống lại Daniel ở chặng đua tối quan trọng của anh. Thứ duy nhất vớt vát lại kết quả thứ 18 là một vòng đua nhanh nhất và danh hiệu tay đua của ngày do người hâm mộ bình chọn. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại đổ xô bình chọn cho một tay đua về cuối cùng, mà bởi vì họ không muốn nhìn thấy Ricciardo rời xa khỏi Formula One. Và chính anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Sau chặng đua,
tay đua này đã ngồi rất lâu trong xe trước khi bước ra ngoài. Và khi được hỏi về điều đó, anh đã không giữ được cảm xúc của mình. A lot of emotions because look, I'm aware it could be it, and yeah, I think it's also just exhausted after the race, so there's so much, I don't know, just like a flood of many emotions and feelings and exhaustion, and the cockpit is something that I got very very used to for many years, just wanted to savor the moment. All right, well, I hope to see you at Austin. Thank you. Sự ngập ngừng, xúc động của Daniel Ricciardo cũng đã khiến nhiều người hâm mộ Formula One phải rung động. Họ không nghĩ rằng một tay đua tài năng liều lĩnh ngày nào lại tụt dốc thê thảm đến vậy. Nụ cười tỏa nắng chứ danh của Ricky giờ đây lại thay bằng một nỗi buồn khó nói nên lời. Vẫn còn 4 tuần trước khi quyết định chính thức được đưa ra, thế nhưng dấu hiệu về sự rời đi của Daniel đã ngày càng lộ rõ. Liam Lawson nhiều khả năng sẽ trở thành tay đua thay thế ở những chặng còn lại và cả mùa giải 2025. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một cái kết không thể buồn hơn với tay đua từng giành 8 chiến thắng này. Có lẽ Ricciardo xứng đáng được tận hưởng trọn vẹn mùa giải năm nay, bởi dù sao mùa giải cũng chỉ còn 6 chặng đua. Và đó cũng sẽ là một cái kết tích cực hơn rất nhiều cho một biểu tượng về sự tích cực của Formula One. Nhưng cái tên Daniel Ricciardo sở hữu một giá trị lớn hơn thế, và có lẽ vẫn còn một chiếc xe hoặc đội đua nào đó phù hợp với anh. Nhưng đáng tiếc là điều đó đang không đến với anh. Chặng đua ấn tượng đầu tiên mà Daniel Ricciardo thể hiện là tại Canada vào năm 2014. Đó là khi đội đua Red Bull đang trải qua giai đoạn khó khăn khi bị Mercedes hoàn toàn áp đảo. Do vậy, khi bước vào chặng đua tại Canada năm đó, không ai nghĩ rằng một tay đua của Red Bull có thể chiến thắng trước Mercedes. Và niềm tin càng được củng cố sau chặng phân hạng, Daniel Ricciardo chỉ có vị trí xuất phát thứ 6. Nhưng sự cạnh tranh quyết liệt của chính hai tay đua Mercedes lúc đó là Nico Rosberg và Lewis Hamilton đã giúp cơ hội đến với Daniel Ricciardo. Và khi chặng đua chỉ còn 2 vòng, tay đua người Australia đã vượt lên để giành chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Daniel Ricciardo về nhất chặng. Tại Monaco năm 2018, lúc này Daniel Ricciardo chỉ được coi là tay lái thứ 2 tại Red Bull sau Max Verstappen. Tuy nhiên, đến với Monte Carlo, tay đua người Australia đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối. Ricciardo giành pole ở chặng phân hạng và sau đó giữ vững vị trí dẫn đầu cho đến khi cuộc đua kết thúc. Chiến thắng này được nhắc tới bởi ở vòng 28, Ricciardo đã thông báo động cơ xe gặp vấn đề nhưng anh vẫn có thể về nhất. Đây cũng là chiến thắng cuối cùng của Daniel Ricciardo tại đội đua Red Bull. Đây là mùa giải đầu tiên mà Daniel Ricciardo thi đấu trong màu áo của McLaren, và tại Monza năm 2021, tay đua người Australia xuất phát ở vị trí thứ 2. Và ngay từ lúc xuất phát, Daniel Ricciardo đã thể hiện tốt khi vượt qua Max Verstappen và vươn lên dẫn đầu. Để rồi sau pha va chạm giữa Hamilton và Verstappen, Daniel Ricciardo thoải mái giữ vững vị trí dẫn đầu để đem về chiến thắng cho McLaren. Đây cũng là chiến thắng cuối cùng của Daniel Ricciardo tính từ lúc này. Ở chặng đua tại Baku, Daniel Ricciardo chỉ xuất phát ở vị trí thứ 10. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi anh đã phải vào pit ngay ở vòng thứ 6 để sửa chữa vấn đề ở phanh. Lúc đó khi ra khỏi pit, Daniel Ricciardo đã rơi xuống vị trí 15. Tuy nhiên, đây là lúc mọi thứ điên rồ xảy ra. Cờ đỏ được vẫy sau pha va chạm giữa Ocon và Perez. Rồi sau đó ở màn xuất phát lại, Daniel Ricciardo vươn lên thứ 3. Để rồi khi Vettel bị phạt 10 giây và Hamilton vào thay lốp, Daniel Ricciardo đã tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn đầu và giữ vững vị trí của mình, kết thúc một ngày thi đấu ấn tượng tại Baku. Daniel Ricciardo tiếp tục thể hiện ấn tượng tại Hungarian Grand Prix năm 2014. Chặng đua diễn ra trong điều kiện trời mưa đã đem đến cho khán giả một cuộc chiến mãn nhãn. Bước đến 4 vòng đua cuối, Daniel Ricciardo lúc đó đang đứng thứ 3 sau Fernando Alonso và Lewis Hamilton. Nhưng chỉ trong có 2 vòng, tay đua người Australia lần lượt vượt qua cả Hamilton và sau đó là Alonso để giành chiến thắng trong sự phấn khích của tất cả người mộ. Đây cũng là chiến thắng được coi là ấn tượng nhất của Daniel Ricciardo trong sự nghiệp. Sau chặng đua tại Singapore, các đội sẽ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho chặng đua thứ 19 của mùa giải diễn ra tại Texas, nước Mỹ. Đây là một quãng nghỉ hơi vô lý bởi kỳ nghỉ hè cũng vừa mới chỉ diễn ra. Nhưng nó cũng cho thấy Formula One đã đề cao yếu tố địa lý như thế nào để có thể thu xếp các cuộc đua mùa giải năm nay. Năm ngoái, chặng Grand Prix ở Nhật Bản đã được bố trí diễn ra ngay sau chặng đua tại Singapore. Nhưng năm nay thì nó được chuyển sang mùa xuân để có thể đi liền với chặng đua tại Trung Quốc. Và đây là một quyết định đã được thống nhất quá muộn để những người tổ chức các giải Grand Prix khác có thể thay đổi ngày diễn ra sự kiện của họ.
Nếu như mùa giải năm ngoái tại United States Grand Prix, hai chiếc vô địch cá nhân và đồng đội đều thuộc về Red Bull, thì cùng thời điểm này trong năm 2024, người hâm mộ đang chứng kiến cuộc cạnh tranh kịch tính giữa Red Bull và McLaren với khoảng cách điểm của Max Verstappen và Lando Norris là 52. Xét về phong độ tại trường đua COTA, Mad Max có phần nổi trội hơn khi tay đua của Red Bull có 3 chiến thắng liên tiếp tại đây từ năm 2021 đến 2023 và một lần Á quân vào năm 2018. Trong khi đó, Lando Norris chỉ có duy nhất một lần cán đích ở vị trí thứ hai ở mùa giải năm ngoái. Những con số thống kê này cho thấy sự vượt trội của Verstappen. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đang xảy ra trong mùa giải năm nay, thì COTA có lẽ sẽ là điểm dễ đến nhưng khó đi dành cho tay đua của Red Bull bởi sự ẩn chứa những bất ngờ ở khúc cua số 1. Đây là khúc cua ngược chiều kim đồng hồ, rất đặc biệt và độc nhất khi nằm trên đỉnh dốc cao 22m, kéo dài trong phạm vi 200m đường đua. Theo thống kê tại khúc cua số 1, hay còn gọi là Big Red, 11 chặng đua đã diễn ra gần nhất, chỉ có gần một nửa số tay đua giành pole có thể kết thúc vị trí dẫn đầu khi chạy qua khúc cua này. Khoảnh khắc gần nhất được người hâm mộ chứng kiến là vào năm 2022, một vụ va chạm đã xảy ra giữa Carlos Sainz và George Russell khi hai chiếc xe vào khúc cua 1 trong vòng đua đầu tiên. Tay đua người Tây Ban Nha sau đó không thể tiếp tục do bị hư hỏng và mất luôn vị trí pole đầy hứa hẹn của mình trong cuộc đua. Ngoài vấn đề kể trên, đến với COTA, các chiếc xe phải có lực kéo tốt nhất bởi lực tác dụng lên lốp tại trường đua này là lực bám ngang. Điều này có thể khiến lốp trượt nhẹ và khó điều khiển trên mặt đường asphalt tương đối ngập ngành dù đã được trải lại một phần bề mặt vào năm 2022. Tính cho tới lúc này, Lewis Hamilton đang là người có nhiều chiến thắng nhất tại COTA với 6 lần. Vì vậy sẽ không bất ngờ nếu như tay đua của Mercedes có thể chen chân vào cuộc cạnh tranh của Red Bull và McLaren tại United States Grand Prix 2024. Hãy cùng chờ đợi vào những diễn biến hấp dẫn của chặng đua này cùng thể thức sprint từ ngày 19 đến 21 tháng 10 duy nhất trên K cộng. Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coupler hân hạnh đồng hành cùng K cộng Sport.